Lứa 8X, 9X chúng tôi từng có một tuổi thơ gắn liền với những câu chuyện của bộ sách Hạt Giống Tâm Hồn do First New xuất bản. Thủ ấy, tôi từng chép đầy trong sổ những câu chuyện mà tôi yêu thích. Những hạt giống ấy đã là người bạn tâm tình, là niềm yêu thương cùng tôi lớn lên. Khi trở thành người mẹ, tôi vẫn lưu lại những bộ sách Hạt Giống Tâm Hồn để đọc cùng con mỗi tối. Có nhiều khi con ngủ thiếp trên giường, nhưng miệng vẫn mỉm cười khi tôi đọc tiếp những câu chuyện đó. Những câu chuyện thật đẹp về cách sống, về tình bạn, tình yêu và gia đình đã giúp hạt mầm trong tim trẻ được tươi tốt. Để khi trưởng thành, những hạt mầm ấy sẽ trở thành một bóng cây xanh tốt, đem yêu thương gieo khắp đất trời. 5 cuốn sách trong bộ Hạt Giống Tâm Hồn bao gồm Công Chúa Cũng Biết Buồn, Điều Ước Gửi Các Vì Sao, Lễ Tạ Ơn, Những Bông Hoa Hình Trái Tim và Thế Giới Trong Ngăn Tủ. Mỗi cuốn sách tuyển chọn khoảng vài chục truyện ngắn được viết bởi nhiều cây bút quen thuộc chuyên viết cho thiếu nhi như Trương Huỳnh Như Chân, Võ Thu Hương, Hồ Huy Sơn, được viết bởi các tác giả Việt, thế nên những câu chuyện trong bộ sách này đều có nội dung vô cùng gần gũi với thiếu nhi Việt Nam. Bộ sách này mở ra một thế giới thiên nhiên quen thuộc với cánh đồng, khu vườn, cây cỏ. Ở đó trẻ con có thể cùng lớn lên, cùng vui chơi, khóc cười và học tập. Những câu chuyện có tính chất đồng thoại, lấy con vật để nói chuyện đời sống con người cũng chiếm khá nhiều nội dung trong bộ sách này. Đây là thể loại mà trẻ em vô cùng yêu thích. Chúng vừa khích lệ tình yêu với loài vật trong tâm hồn trẻ thơ, đồng thời cũng gợi nên niềm ham thích tìm hiểu về thế giới tự nhiên xung quanh cho trẻ. Mỗi câu chuyện trong bộ sách đều có nội dung dễ đọc, dễ hiểu nhưng mang nhiều tầng nghĩa khác nhau. Trẻ con sẽ vô cùng thích thú khi được làm quen với những người bạn mới đồng trang lứa, với những câu chuyện vui nhộn về các loài vật hay những ước mơ cổ tích. Trong khi đó, người lớn khi cùng con đọc bộ sách này cũng là lúc để họ có thể sống chậm lại để chiêm nghiệm về cuộc đời và khoảng thời gian đã qua, về những điều đang tồn tại trong cuộc sống của họ. Bước vào thế giới của Hạt Giống Tâm Hồn, ta sẽ thấy vô vàn những điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Điều quan trọng là đôi mắt của người lớn đôi khi đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc của những sự mệt mỏi, của những sự nghi hoặc liệu có thể nhìn thấy hay không. Hãy một lần nữa quay trở lại với Hạt Giống Tâm Hồn để những câu chuyện trẻ con dạy ta sống một lần nữa, nhắc ta nhớ rằng ta đã từng là những công chúa nhỏ, đã từng là những hoàng tử bé, ngây thơ, yêu thương, tha thứ, mơ ước và hạnh phúc trong tinh cầu của mình. Một lần nữa, hãy ươm trồng hạt mầm tình yêu của chính mình, từ đó có thể đồng hành cùng con, đọc những câu chuyện và cùng suy ngẫm và trưởng thành nhé. Một bộ sách dành cho trẻ con và cũng rất phù hợp cho người lớn. Nó tạo nên sợi dây vô hình gắn kết giữa những thành viên trong gia đình với nhau. Nó cũng giống như điều ước của cậu bé Bun trong truyện ngắn Điều Ước Gửi Các Vì Sao. Niềm tin thuần khiết của trẻ thơ sẽ tạo nên điều kỳ diệu là các vị thần ở những vì sao kia đã biến điều ước của Bun thành sự thật, hay bởi chính tình yêu thương chân thành của Bun, sự lo lắng và chăm sóc của Bun đã khiến ông của cậu bé trở nên khỏe mạnh hơn. Sự kỳ diệu mãi mãi là điều bí ẩn, và cũng chỉ có tình yêu thương trong trái tim của con người mới có thể lý giải được điều bí ẩn đó.